Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Cùng với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 của chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc SUV 7 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên chiếc ạ. Đó chính là chiếc xe Kia Sorento phiên bản Limited 2.0 máy dầu. Chiếc xe được sản xuất năm 2010, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và cái phiên bản này là cái phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc và nhập khẩu nội địa từ Hàn Quốc quý vị và các bạn nhé. Nó cũng giống như những chiếc xe Hyundai Santa Fe đấy quý vị và các bạn ạ, cùng là động cơ diesel, động cơ dầu và động cơ 2.0 EVGT đấy quý vị và các bạn ạ, động cơ gần như nhau đấy ạ. Đấy, và chiếc xe này thì quý vị và các bạn thấy ạ, rất là đẹp, rất là mới, và cái phiên bản Limited này thì nó đầy đủ hết đồ rồi quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe này đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và mới lăn bánh được có 14.8 km thôi, và đồng hồ này là chúng tôi cam kết là chuẩn, chúng tôi mua về là chúng tôi để nguyên cái đồng hồ này, chúng tôi còn để mộc cơ, chưa có dọn dẹp gì cơ, tôi chỉ có rửa qua bên ngoài thôi, còn bên trong nội thất đến động cơ là chúng tôi còn chưa có dọn dẹp gì cơ. Đấy, và chiếc xe này thì quý vị và các bạn đây thấy đây ạ, tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần option cũng như về cái phần đâm đụng va chạm hay là có xước sát gì không. Thì sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe nhé. Đầu tiên là mời quý vị và các bạn xem qua về cái phần nước sơn đã này. Nước sơn bên ngoài chiếc xe này là cái màu xám nhé, đăng ký là màu xám đấy quý vị các bạn nhé. Nhiều người gọi là màu nồng súng hay là cái màu lông chuột thì cũng đúng như nó là cái màu này đây đấy ạ. Đấy. Và cái nền thì còn rất là đẹp đây quý vị các bạn ạ. Tuy nó có đôi phần xước sát rất là nhỏ nhẹ nhưng chiếc xe này về chúng tôi cũng không sơn, chúng tôi để nguyên ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Tại vì tôi sẽ quay chi tiết hết xung quanh cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy. Vừa xem tôi sẽ vừa giới thiệu về option cũng như là về chỉ cho quý vị và các bạn xem nó có bị đâm đụng hay là va chạm gì không nhá. Đấy, nước sơn thì rất là đẹp rồi này. Cái màu này nó cũng rất là đẹp và rất là khỏe xe nhé quý vị các bạn ạ. Và nó thích hợp với rất là nhiều các độ tuổi nào thì cái màu này đi nó cũng hợp ạ. Đấy, rất là đẹp. Và chủ xe cũng đã rất là cẩn thận này, đã lắp cả những cái phần ốp tay nắm cửa này. Đấy, cả những cái tay nắm cửa này đã đều được ốp cẩn thận rồi. Đấy, không có xước sát gì bên trong đâu. Vì bên trong này rất hay xước sát cho nên là chủ xe này cẩn thận này. Và xe cũng đã được trang bị khóa thông minh, bấm tay để mở cửa đây ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Gương chiếu hậu cũng là gương gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương, tích hợp báo rẽ trên gương đấy. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Đấy, và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn xem về cái phần đầu nhé. Chiếc xe này là chúng tôi cam kết thứ nhất là không bị tai nạn, không bị ngập nước, máy móc nguyên bản, keo chỉ nguyên bản, và còn rất là đẹp đây quý vị và các bạn ạ. Quý vị và các bạn xem về cái phần đầu, tôi sẽ quay sát lại cho quý vị và các bạn xem thì quý vị và các bạn thấy được là nó đẹp hay nó mới như thế nào nhé. Đấy, xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon, đèn pha bi xenon, và chủ xe này mới độ thêm lên cái xenon sáng xanh này nhé, chứ nguyên bản nó chỉ là sáng trắng. Và bây giờ chủ xe vừa mới độ thêm cái bộ đèn này mất là hình như là thấy chủ xe bảo độ thêm là mất hơn 7 triệu gì đấy, là cái cặp đèn này pha nó sáng xanh. Và bên dưới đèn gầm cũng đã được trang bị là đèn bi xenon quý vị các bạn nhé, đèn gầm cũng là đèn bi rồi. Đấy, ca lăng này rất là mới, rất là đẹp. Tuy là chiếc xe được sản xuất năm 2010, sau đến bây giờ tính là 10 năm, 11 năm sử dụng rồi mà còn rất là đẹp đây. Logo này, chữ này, những cái phần nẹp chrome này rất là mới, rất là sáng quý vị và các bạn ạ. Cái cụm đèn pha cũng rất là mới, chưa có xước sát hay là chưa có cong vinh nứt vỡ hay là chưa có làm sao cả. Đấy, hôm nay trời gió to quá quý vị và các bạn ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Option thì rất là nhiều. Tại vì là đây là cái phiên bản nội địa của Hàn Quốc cho nên là xe nó trang bị là tương đối là nhiều option. Đấy, nhìn về cái phần đằng sau đây quý vị và các bạn nhé. Cái cụm đèn này, cụm đèn này cũng còn rất là mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, thì là nó còn mới như này đấy ạ. Chúng tôi còn về còn chưa đánh rửa hay là chưa có vệ sinh gì cả cơ, chỉ có rửa xe bình thường thôi. Đó là cái phiên bản Limited rồi nhá. Option thì đầy đủ này, từ camera lùi cho đến cảm biến lùi có hết rồi quý vị và các bạn ạ, đầy đủ luôn. Cảm biến lùi, camera lùi đầy đủ ạ. Đấy. Bên này là cái phần ốp tay nắm cửa bên này đây ạ.
ốp tay nắm cửa đầy đủ hết cả rồi. Và vừa rồi tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái cặp đèn pha, thì tôi quên chưa giới thiệu quý vị và các bạn có cả rửa đèn pha luôn rồi đây ạ. Option xe Hàn thì chưa bao giờ làm tôi thất vọng, tại vì là đầy đủ hết, từ khóa thông minh, đèn nổ, start top cho đến cửa nóc đằng trước và đằng sau là cửa panorama, sấy ghế trước, sấy ghế sau. Đấy, option thì rất là nhiều, tôi sẽ quay đến đâu và giới thiệu đến đấy cho quý vị và các bạn nhé. Và cái xe này chủ xe mới lăn bánh được có 14,8 vạn, tức là gần được 15 vạn km rồi. Chạy nhiều hay chạy ít thì quý vị và các bạn xem đây ạ. Đây là cái dàn lốp thứ hai mà chủ xe thay nhé. Dàn lốp thứ hai mà chủ xe thay là từ năm 2019. Đấy, cái dàn lốp Michelin rất là xịn này, chạy từ năm 2019 quý vị các bạn ạ. Đấy, chủ xe thay từ năm 2019 mà đến nay nó còn mới như thế này đấy ạ. 19 đến bây giờ tính ra là 3 năm rồi. Đết đây, 2019, cả một cái dàn lốp này thay từ 2019 mà nó còn mới, còn dày như thế này, thì quý vị và các bạn biết được là xe chạy nhiều hay chạy ít rồi đúng không ạ? Đấy. Vô lăng cần số nữa, lát nữa thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn xem cả vô lăng cần số, thì quý vị các bạn đấy là những cái điểm để chúng ta nhận định được là xe chạy nhiều hay chạy ít đấy ạ. Đây, đết 2019 cả một dàn Michelin và còn rất mới, rất dày như thế này đấy ạ. Đấy, rất dày, rất đẹp. Đấy, đây, đết 2019 cả một dàn quý vị các bạn nhé, và còn rất dày, rất mới như này đây này, đều là Michelin. Vậy mà mới chạy đẹp như vậy mà còn đẹp như thế này, chạy thay từ 2019 đến bây giờ là 3 năm rồi mà đẹp như thế này, thì là quý vị các bạn đã biết được chạy nhiều hay chạy ít rồi đấy ạ, đúng không? Đấy. Vừa rồi là cái phần ngoại thất bên ngoài tôi quay giới thiệu cho quý vị các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất, cũng như là những cái phần tabi keo chỉ option. Đấy, đầu tiên là tôi sẽ cho quý vị bạn xem về cái phần keo chỉ đây này. Đây là cái tabi cửa trước bên lái nhé. Keo chỉ cũng còn rất là nguyên bản đây quý vị các bạn ạ. Rất là đẹp, chưa có bị mất một phân keo chỉ nào cả. Chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, còn nguyên bản và còn rất là đẹp đây. Tabi cửa này, xe cũng đã được trang bị. Cái thời điểm năm 2010 mua chiếc xe này cũng phải trên 60.000 đô, nó khoảng hơn 1 tỷ ngày xưa. Và cái thời điểm đấy là cái số tiền này nó cũng rất là lớn. Cái xe này cũng có thể nói là xe rất là nhiều tiền. Cho nên là thiết kế của nó quý vị các bạn thấy đấy ạ, kết hợp từ vân gỗ này cho đến da này rất là đẹp. Và xe thì cũng đã được trang bị gương chiếu hậu gập điện. Gập điện ở đây là cái cụm điều chỉnh gập điện này, ghế nhớ ghế này, nhớ ghế hai vị trí, ghế điện và nhớ ghế hai vị trí nhé quý vị và các bạn ạ. Đấy, ghế chỉnh điện 8 hướng. Đấy, ghế chỉnh điện này, nhớ ghế hai vị trí. Đấy. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý vị và các bạn ạ. Từ sau năm 2011 thì không được nhập khẩu nữa, thì là xe nó toàn lắp ráp trong nước thôi. Còn là từ trước năm 2010 đây, toàn là sản xuất nhập khẩu nguyên chiếc nội địa Hàn Quốc, bản nội địa mới được trang bị option nhiều như vậy quý vị các bạn nhé. Ghế da, ghế điện này, loa JBL quý vị các bạn ạ. Đấy, đây là cái loa JBL nhé, bản đủ mới có ạ. Nó giống như cái phiên bản Santa Fe xuất Mỹ 10 túi khí đấy ạ. Đấy, phiên bản này cũng là 10 túi khí cho nên là nó mới đủ đồ như thế này ạ. Cửa sổ nóc đằng trước này, đằng sau là cửa sổ panorama. Đấy, rất là thoáng, rất là đẹp ạ, rất là rộng rãi ạ. Đấy, tôi cho quý vị xem về cái đồng hồ công tơ mét nhé, tôi bật đây này. Đồng hồ công tơ mét là chạy được 14 vạn 9 rồi quý vị và các bạn ạ. Đấy, 14 vạn 9 rồi quý vị và các bạn nhé, 14 vạn 9. Và cái đồng hồ này là chúng tôi cam kết là đồng hồ chuẩn, không có tua đây. Và xe có rất nhiều chế độ này, từ chế độ eco này, đổ đèo, đổ dốc này, rửa đèn pha này. Đấy, rất là nhiều option. Và đây là cái táp bi cửa phía sau bên lái ạ. Về keo chỉ cũng còn nguyên bản hết quý vị và các bạn ạ. Đấy, keo chỉ còn nguyên này, không mất một phân keo chỉ nào cả, còn nguyên bản hết đấy ạ. Chúng tôi cam kết thứ nhất là không bị đâm đụng, không bị va chạm, không bị ngập nước, máy móc nguyên bản và tất cả còn nguyên bản hết ạ. Cái ốc bản lề đây quý vị và các bạn nhé, ốc bản lề cánh cửa này, táp bi cửa này. Riêng chiếc xe này thì rất nhiều option và rất là đẹp. Đấy, kết hợp từ những cái nội thất ốp vân gỗ này, da này, da cũng là da xịn rồi quý vị và các bạn ạ. Đấy, bước vào cái khoang sau, đây là cái phân khúc SUV 7 chỗ, có thể nói là cũng tương đối là rộng rãi đấy ạ.
dòng 7 chỗ nhưng mà cũng có dòng xe rất là chật, như có xe rất là rộng như chiếc xe này là rộng đấy ạ. Đấy, sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn lên xe để xem về cái phần option nhé. Đây, cửa sổ đây. Hôm nay trời nó nắng, tôi mở ra để giới thiệu cho quý vị và các bạn thôi. Chứ nếu như hôm nào trời râm mát thì chúng ta hãy mở cái này ra để cho nó thoáng. Đấy, đây là đằng sau là cửa panorama nhé. Còn đằng trước này là cửa sổ nóc này, có thể mở ra được cả cửa toàn cảnh. Còn đằng sau thì chỉ mở được cái tấm rèm dưới thôi. Đấy. Và chủ xe đã lắp thêm lên cái màn Android đây quý vị và các bạn nhé. Đây, Android giải trí thông tin đa phương tiện này, rất là nhiều các tính năng từ bản đồ dẫn đường này cho đến radio nghe nhạc, điện thoại rảnh tay, nhắn tin. Đấy, đây tôi sẽ mở cho quý vị và các bạn xem về cái phần này. Đây là cái phần giải trí này. Tôi tắt cái âm thanh đi để tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn, cho quý vị và các bạn nghe nó rõ hơn nhé, chứ có âm thanh vào đây là nghe nó không rõ rồi. Đấy, đây là cái màn hình trung tâm giải trí trung tâm đấy, đa phương tiện đây, và đã có cả USB, đã có cả YouTube này. Đấy, tôi đang mở YouTube cho quý vị và các bạn xem nhé. Điều hòa tự động hai vùng độc lập, sấy ghế này, đây là sấy ghế của hàng ghế trước, ghế bên lái và ghế bên phụ. Và xe cũng đã có cả khóa thông minh, đè nổ, start top, vô lăng. Đây, vô lăng là rất là đẹp cho quý vị và các bạn nhé. Đây này, tôi cho quý vị và các bạn xem này, vô lăng này còn rất là đẹp đấy ạ. Chưa có làm lại đâu nha. Và tích hợp các phím điều khiển từ điều khiển âm thanh này, cruise control này. Đấy, rất là nhiều các tính năng ở trên chiếc xe này. Đấy, và thiết kế của Kia cho chiếc Sorento này thì phiên bản nội địa này thì rất là đẹp, quý vị các bạn thấy đấy ạ. Kết hợp từ da cho đến vân gỗ. Tôi cảm thấy khá hài lòng về cái option cũng như cái phong cách thiết kế của Kia cho chiếc Sorento 2010 này. Tuy từ 2010 đến nay 10, 11 năm rồi nhưng nó vẫn còn đẹp, vẫn còn hot, rất nhiều người thích đấy ạ. Gương chiếu hậu cũng đã được trang bị là gương chống chói quý vị các bạn nhé. Đấy, sau đây thì tôi sẽ tắt cái màn hình này đi để cho quý vị và các bạn, để cho đỡ hết điện, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn là những cái phần khác. Đấy, hàng ghế sau này cũng có sấy ghế quý vị và các bạn nhé. Đấy, sấy ghế cho hàng ghế ngồi phía sau. Những ai mà đi về mùa đông bật cái này thì quá tuyệt vời ạ. Cửa gió điều hòa đấy ạ. Ba dàn điều hòa quý vị và các bạn ạ, ba dàn điều hòa quanh xe. Đấy, và túi khí này, túi khí là 10 túi nhá quý vị và các bạn ạ. Đấy, cả một hàng túi khí này. Hàng ghế ngồi phía thứ ba này cũng đều có túi khí này. Đấy, túi khí là đã có quanh xe rồi, phiên bản nội địa mới có nhiều túi khí như vậy ạ. Và nó là cái phiên bản đủ. Đây, sau đây thì tôi sẽ mở cái cốp sau lên cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Đây là cái cốp sau này, từ ốc này, ốc cốp sau cho đến keo chỉ của những cái cốp sau này cũng còn nguyên bản hết đây ạ. Ốc cốp sau này cho đến keo chỉ của cái cốp sau này còn nguyên hết ạ, chúng tôi cam kết còn nguyên bản và không bị tai nạn, không bị va chạm gì cả. À, nhìn về cái đằng phía sau này thì quý vị và các bạn mới thấy được à, nó thoáng như thế nào ạ. Cửa sổ nóc đằng trước, cửa sổ panorama đằng sau rất là thoáng. Và quan trọng nó là cái trần rất là sạch sẽ đây quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe này là chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đâu nhé, tôi mới rửa về bên trong thôi. Tại vì chúng tôi mua về là chúng tôi thấy nó rất là đẹp rồi, cho nên là cũng tiết kiệm một chút tiền dọn dẹp để cho bán ra cái giá thành nó cũng hợp lý cho quý vị và các bạn. Và cơ bản nữa là chúng tôi để là thấy nó chất thực sự, mộc mạc thực sự, không có made up. Đấy, nói thật với quý vị và các bạn, không made up. Đây là cái dàn điều hòa, cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi thứ ba nhé. Hàng ghế ngồi thứ ba này thì những cái xe 7 chỗ này thì phần lớn là không dùng đến, hay gấp lại như thế này. Đấy, và bộ đồ nghe đây ạ. Đấy, cam kết là không có bị đâm đụng, không có bị ngập nước gì cả. Cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi thứ ba đằng sau. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ đây quý vị và các bạn nhé. Táp bi cửa phía sau bên phụ này cũng giống như những chiếc táp bi kia thôi, keo chỉ là còn nguyên này. Chúng tôi cam kết, tôi quay, tôi giới thiệu trực tiếp, tôi giới thiệu sát vào đây để cho quý vị và các bạn thấy được nó còn nguyên bản như thế nào đấy. Đấy, sau 10 năm sử dụng rồi mà nó còn đẹp, còn mới như thế này. Thì nói thật với quý vị và các bạn, ở trên thị trường thì
cái dòng này nó cũng ít chứ không nhiều đâu ạ. Tại vì từ năm 2011 là đã bị cấm nhập rồi, thông tư 20 cấm nhập khẩu tự do. Đấy, nhiều người là chắc là cũng đã hiểu về cái này, tôi không phải giải thích nhiều nữa. Nhưng nói chung, nói ngắn gọn lại là từ năm 2011 đến nay thì nó không còn phiên bản nội địa này nữa đâu ạ. Đấy, cho nên là trên thị trường nó rất là ít và giá cả nó cũng khác nhau. Nếu như trên thị trường nó chỉ có một vài con thôi nhưng giá cả nó cũng khác nhau, nó liên quan đến cái chất lượng quý vị và các bạn ạ. Đấy, đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ đây nhé quý vị và các bạn ạ. Keo chỉ này, tôi cam kết là keo chỉ còn nguyên bản này, không có mất một phân keo chỉ nào cả. Đấy, từ những cái táp bi rất là mới, loa JBL đây quý vị và các bạn nhé. Tôi cũng xin giới thiệu thêm với quý vị và các bạn, đây là cái màn hình Android mà chủ xe độ lên đây ạ. Cái màn hình này độ cũng là cực xịn nhá, theo xe. Nhưng nếu như quý vị và các bạn nào không thích cái màn hình Android này, có thể về nguyên bản, tôi vẫn còn giữ lại nguyên cái bộ đầu DVD, đầu đĩa đi hình ấy, nguyên bản của xe để sẵn ở trong cửa hàng chúng tôi rồi. Đấy, vì là chúng tôi đi mua là chủ xe cũng cất ở đằng sau xe, chủ xe bảo là để cho nó ai thích về nguyên bản thì là nó sẽ lại được về nguyên bản thôi. Cái đấy đơn giản, chỉ tháo ra lắp lại cái là xong. À, cho nên nhưng mà tôi vẫn cứ để đây vì rất là nhiều người bây giờ thích công nghệ, rất là mới, rất là đẹp ạ. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần động cơ của chiếc xe này nhé. Đầu tiên là tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ốc cabo cũng như là keo chỉ ra. Đấy, đây là cái ốc cabo này, keo chỉ còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản và còn đẹp như thế này đấy ạ, là chúng tôi cam kết là không có bị đâm đụng, không có bị va chạm, không có bị ngập nước gì đây ạ. Còn nguyên nhá quý vị và các bạn ạ. Đấy, keo chỉ còn nguyên. Và cái động cơ này nó khác với những cái động cơ khác, những chiếc xe chúng tôi mua về là thường chúng tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi mới quay, mới chụp, mới đem lên để bán cho quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn xem về cái phần động cơ thì quý vị và các bạn mới thấy được cái đẹp hay chất lượng nó như thế nào. Nhưng chiếc xe này là máy dầu, chúng tôi sẽ để mộc mạc, có lý do của tôi đấy ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết, những chiếc xe máy dầu mà chạy được 5-7 năm trở lên, đến 10 năm trở lên như chiếc xe này ạ, đến thời điểm này nếu như chạy nhiều quá trên 20 vạn, chất lượng nó kém ấy, thì bây giờ nó sẽ chảy dầu và thấm dầu rất là nhiều rồi. Đấy, đấy, đằng sau này, nếu như ấy nó đã chảy dầu, thấm dầu rất là nhiều rồi. Nhưng chiếc xe này còn rất là tốt ạ, chưa có bị thấm dầu quý vị và các bạn nhé. Từ những cái gioăng này, gioăng dàn cò này, đây ạ, chưa có bị thấm dầu đâu ạ. Cho nên là chúng tôi sẽ để yên. Đấy, chúng tôi để yên nó rất là khô, rất là mộc mạc ạ. Đấy, để cho quý vị các bạn mới thấy được cái chất lượng thật của nó. Chứ bây giờ nếu như chúng tôi mà dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi thì quý vị và các bạn đến đây xem thì là nó sẽ rất là mới, rất là đẹp, rất là sạch sẽ. Nhưng những chiếc xe mà đang chảy dầu, đang thấm dầu thì có dọn dẹp sạch sẽ thì quý vị và các bạn mua về để đi được 2 hôm thì nó lại chảy dầu, nó ướt nhẹp, thì quý vị và các bạn không thể biết được cái chất lượng của nó đâu. Cho nên là tôi để như thế này thì quý vị và các bạn mới thấy được nó chất thật của nó đấy ạ. Đấy. Và chúng tôi luôn cam kết với những chiếc xe, ví dụ như chiếc xe này là tôi bán ra, là chúng tôi luôn cam kết thứ nhất là không bị tai nạn, không bị ngập nước. Đấy, máy móc nguyên bản hết đấy ạ. Sau 10 năm, hơn 10 năm sử dụng rồi mà nó còn đẹp, còn nguyên bản như thế này đấy ạ. Chúng tôi sẽ không dọn nữa, vừa tiết kiệm được tiền mà vừa cho quý vị các bạn thấy là chất thật của nó ạ. Và thưa với quý vị các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 535 triệu đồng quý vị các bạn nhé. 535 triệu đồng quý vị các bạn ạ. Và những chiếc xe năm 2010 này thì không hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn được nữa đâu. Quý vị và các bạn hết sức thông cảm vì từ đời 2010 này thì ngân hàng không nhận trả góp ạ. Nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Sorento 2010 nhập khẩu nội địa Hàn Quốc này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc ạ. Và xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.
chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.